Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Singapore với địa lý văn hóa gần Việt Nam và điều kiện đào tạo đạt chuẩn quốc tế, du học Singapore đang trở thành điểm lựa chọn nóng của nhiều học sinh, sinh viên, cũng như du học các nước khác. Chi phí du học Singapore đặc biệt được quan tâm. Bạn có biết đến giải pháp tiết kiệm tới 100 triệu khi du học tại Singapore? Đó là khi bạn học tại Singapore, bạn sẽ không thể bỏ qua các chi phí ăn ở, thuê nhà và đi lại. Ước tính chi phí sinh hoạt một tháng tại đất nước sư tử dao động từ khoảng 600 đến 1.200 đô, tức là từ 10 triệu đến 20 triệu Việt Nam. Vậy bằng cách nào để giúp các bạn tiết kiệm được các chi phí trên? Đầu tiên, để tiết kiệm chi phí du học, không chỉ dừng lại ở việc các chi phí cho ăn ở đi lại mà bạn cần phải hướng xa hơn về cách để tiết kiệm học phí của mình. Đó chính là các chính sách ưu đãi học bổng của các trường học viện, đại học, tổ chức giáo dục tại Singapore. Các ưu đãi du học Singapore có hai hình thức chính, đó là học bổng quốc gia từ các trường công lập Singapore và học bổng đầu vào của các trường ngoài công lập. Trong đó, học bổng các trường công lập mỗi năm chỉ có khoảng 3 đến 5 suất và điều kiện để đạt được rất cao. Do vậy, nếu bạn không thực sự quá giỏi thì học bổng này sẽ không dành cho các bạn. Và để cập nhật những thông tin học bổng mới nhất của các trường, các bạn có thể liên hệ với chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất qua hotline 0996277629 và 0166515771. Ngược lại, những suất học bổng từ các trường ngoài công lập tại Singapore có số lượng lớn hơn và điều kiện đạt được cũng khá đơn giản. Khả năng đạt lên đến 85%, điều bạn cần là lựa chọn trường học tốt với suất học bổng phù hợp cho mình. Có rất nhiều trường danh tiếng tại Singapore như là Học viện Kaplan, Đại học James Cook, Học viện EIC, Học viện Nanyang hoặc là MDIS v.v. đưa ra rất ưu đãi lớn cho sinh viên Việt Nam. Bước tiếp theo để bạn tối giản được chi phí du học của mình đó là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nơi ăn, ở, đi lại ở Singapore ngay khi bạn vẫn còn ở Việt Nam. Với những chia sẻ về các hình thức trên, hy vọng các bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát về chi phí du học Singapore. Mọi thông tin chi tiết hơn, các bạn có thể liên hệ đến công ty Tân Đại Dương để được hỗ trợ qua hotline 0996277629 và 0166515771. Hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty để tìm hiểu thêm về thông tin du học các nước, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình chia sẻ qua du học của công ty Tân Đại Dương. Đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với em Trương Chí Minh, một du học sinh Singapore. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Minh nhé. Chào Minh. Chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Trương Chí Minh. Hiện năm nay là mình vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Thông tin. Sở thích của mình là lặn và bơi lội. Lặn và bơi lội thì thường thì em tham gia các câu lạc bộ nào? Mình thì thường tham gia câu lạc bộ bơi lội ở Nha Trang. Và sở thích mình thường bơi ở đây thì mình bơi ở hồ bơi Phú Thọ. Vậy thì qua Singapore em sẽ học tiếp chuyên ngành gì? Xin qua Singapore thì em sẽ học tiếp chuyên ngành quản lý du lịch khách sạn. Vậy là mình đổ qua một cái ngành khác. Tại sao em lại không học tiếp về công nghệ thông tin mà chọn du lịch khách sạn? Mình nghĩ gì cái ngành du lịch khách sạn với ngành công nghệ thông tin nó có mối liên hệ với nhau. Với Singapore là cái nước mà du lịch là thế mạnh của nó. Thì nghĩ là khi mà qua Singapore học thì mình học được cái thế mạnh và cái cách của nó. Cái hướng du lịch. Thường du lịch khách sạn thì chị thấy người ta hay chọn Thụy Sĩ nhiều hơn. Vậy tại sao em lại chọn Singapore? Thứ nhất là cái phí học tập ở Singapore nó thấp hơn tất cả các nước khác. Và Singapore thì nước nó nhỏ. Khi mình đi, mình ở, mình di chuyển từ đây qua một cái nơi nào đó mình muốn thì nó dễ dàng. Còn khi mình ở những nước khác thì nếu mà ở trung tâm thì lúc đó thì cái giá ở nó mắc. Bắt buộc mình phải ở xa, mà khi ở xa thì mình khi di chuyển nó khó khăn. Cái khoảng cách nó cũng là một trong những cái yếu tố để em chọn Singapore đúng không? Vậy thì cái câu chị hỏi thêm đó là cái cảm nhận của mình khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương như thế nào? Thì khi đến Tân Đại Dương thì em đã biết Tân Đại Dương rất lâu rồi, qua YouTube rồi qua các thông tin.
Thì Tân Đại Dương thì em thấy là chuyên nghiệp, thì em đã làm ở hai nơi, thì em so sánh thì Tân Đại Dương hay hơn. Cái cách trang trí, rồi cách nhân viên mặc đồ nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Vậy là trong quá trình làm hồ sơ thì mình cũng có tìm hiểu một vài nơi. Vậy em có hài lòng về dịch vụ của Tân Đại Dương? Em hài lòng vậy. Là chị cảm ơn những chia sẻ của mình nha. Và qua xin thì chúc em sẽ học tập tốt và hoàn thành được ước mơ của mình trong tương lai. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe bạn Minh chia sẻ về cái quá trình làm hồ sơ du học Singapore của mình như thế nào. Và để được tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh khác thì các bạn hãy tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.